ba cũng bằng táo lắm. Ra núi. Đó, ngày dạ. Xưa là ở trong cái mái này là mình nhà của Đà Nẵng, Hội An rồi là nó thấy mái ngói hết rồi. Dạ. Mà đặc biệt cái nhà Bình Định không thấy. Ở Đà Nẵng không thấy. Định là nó có một cái lớp đất và lớp trồng, hồi xưa là lớp trồng mình dầm xìa mấy nhà giàu mà trồng ván. Dạ. Vậy là bây giờ là đây là bây giờ mình là vẫn có là dạ lớp ván ở nhiều xưa. Còn có nhiều dạ, nhà mà nó làm bằng xìa tre dạ, ở dưới lớp đất. Ngói là ở trên là không thấy. Trên à, là thường tranh hoặc ngói. Chứ đây là gỗ. Đây là mình làm dạ, gỗ. Gỗ nhiều ở Bình Định mình nhiều nhà làm gỗ lắm. Nhà xưa cách đây 80-90 năm có nhiều nhà như nhà ông Cửu Quỳ ở Phước Hưng cũng làm bằng gỗ. Gỗ đẹp lắm, gỗ bây giờ mới toanh. Dạ. Tốt mới. Mũ hội đồng. Dạ, mũ hội đồng. Cái dàn trang rồi nó cũ hết rồi. Dạ. Cái này là nguyên bản luôn anh. Nguyên bản, có chỉnh sửa dạ, chút đỉnh rồi. Mấy hư bể rồi chỉnh sửa. Dạ. Thế nó cũng 100% được. Đây nghi. Ở đây Tam Sơn Bình Phong. Trang này đúng kiểu đây. Đó, ô học. Đây là gọi là tiền đường hậu tẩm á. Đó. Chạy bắt mượn chạy soi. Tiền đường hậu tổng là sao anh? Tổng là cái này nè. À tổng đó là tiền đường hậu tổng đúng rồi. Cái chỗ dạ, mà giống như cái sảnh vậy đó. Dạ. Ở thờ cái đây nè, cái thờ người ta thờ cái này là tôi nói cái bàn hội đồng như cái ở nhà là cái dạ, chỗ này nè. Dạ. Rồi cái đường hương rồi nó để thôi. Dạ. Còn Phật thì mấy cái nhà kia có nhiều nhà nó không có cái này, nó làm kín hết. Còn đây là cái nhà đây nó có đủ. Nó thờ Phật rồi thờ dù nhiều xưa nó thờ ông này ông kia nề tổ rồi dạ, vậy táo rồi. Còn ở dưới là thờ cha mẹ ông bà. Cái kia là cái quanh này quanh Phạm Gia nhà kia đó. Dạ. Hồi trước là để ở trong nhà để trong chỗ cái để trên. Dạ, trên đấy. Ủa còn cái đây anh, cái đây cái đó là sắc phong, cái sắc phong để trang trí ở nhà đây cũng có luôn. Dạ. Cái này là sắc phong tôi sưu tầm tôi để trang trí chơi. Dạ. Nhà đây là gọi là cái nhà trên là dành để thờ cúng ông bà có ở nhà dưới. Cái sắc phong này ngày xưa là vua rồi sắc phong duy tâm đồng thánh. Dạ. Có dịch ra đi à? Dịch được. Dạ. Dịch được nhưng mà dịch hết mình sắc phong gì đó dịch dễ ổn mà. Em mấy thời như ông gì đó là dạ, để quyết định là dịch tại vì nó không phải biết theo quy định tư pháp mấy sách phong thì dễ dịch dễ sách phong á là chữ dạ, khó dịch này mấy chữ nhỏ nhỏ thì mà khó dịch đây chữ thảo cái này chữ thảo cho nên nó khó còn mấy cái sách phong mà dễ dịch dạ. Cái bắt tiên tắm. Cái đó là của tàu à? Cái đó tôi đổ vô chứ không phải. Dạ dạ, cái đó là không phải của mình rồi này. Cái đó nó đẹp quá, nó thích quá tôi để vô. Đánh cắp. Còn của mình không có đó đâu. Đồ tàu à? Đây là câu đố gì vậy anh ha? Trống gia thanh lung tự lạc. Trống gia thanh lung tự lạc. Lung tự lạc. Nhà đây là hồi xưa là nó có cổng, nó có chạm. Và nó cổng cái dàn giữa đây này. Đây là nó có dạ, cổng. Nhiều nhà nó không có cổng nè. Đúng rồi.
Chạm cổng cổng mà cổng ít lắm, hồi xưa cổng mắc hay sao? Cần, à, đúng rồi, căng căng phù. Đây là cái cửa. Đó, 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 cái cửa kéo đó. Kéo đó. Sông gió chứ. Cửa sông cạnh. Sông cạnh. Còn mấy cái này gọi là cửa bằng pha. Cái bằng pha. Nhấc ra bỏ ra ngoài được. Nếu như muốn mà mở ra thì gạt dài. Nó vô gạt dài. Đó. Kéo nhưng mà kéo không được, thấy không? Kéo dễ lắm. Đó. Ủa, ra cái này làm cái đây hồi xưa nó làm kỹ lắm. Một cái cửa nào nó dày vậy này. Chứ cửa hồi xưa đánh cấp cho đâu hay. Đánh cấp vậy này. Thượng xong hạ bán. Hồi xưa dường như có một số cửa là trên xong mà thượng xong, ở dưới hạ bán là. Dạ. Đó 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 đó, đây đây, đây thượng xong hạ bán đây. Ủa cái này nguyên miếng này chứ? Nguyên miếng. Dạ. Cái đây là mình làm lại, phục chế lại chứ dạ. Nguyên bản nó hư hết rồi. Nguyên dạ. Bản nó dùng những miếng gỗ nhỏ. Dạ. Gỗ nhỏ rồi xong nó có cái đẹp ngang vậy nè. Đẹp ngang chứ không? Ừ, cho nó không có được nguyên gì đâu. Mình lại là mình phục chế lại cho nó dạ. Nó độc đáo. Nó hư hết cái cũ này. Đây là sập ba thành. Sập đất cũng xưa lắm. Dạ. Cái này mà để một cái tợ. Cái tờ trên đây. Rồi nhỏ. Rồi nhỏ nhỏ. Ngồi trong. Có một bộ đèn tỷ dữ lắm nè, Mỹ. Dạ. Đúng không lâu chùi mình thấy nó kinh dạ. Khủng, coi nó cẩn. Nó chạm khủng khiếp lắm. Cái bộ đây là một trong những cái bộ đây đoàn tỷ này. Đúng rồi, đoàn tỷ đây chạm. Chạm mà cỡ đây thì cũng dạng như là đẳng cấp đây. Rất đẳng cấp như thế, không phải đơn giản đâu. Dạ. Thường thường là mấy cái bộ đoàn tỷ hồi xưa là dạ. Ít bộ đẹp. Dạ đúng rồi, ít rất hiếm. Mà dạ. Nó không có làm nhà nai em để ý rồi. Dạ. Nó thường làm vậy không? Đúng rồi. Đó là đồ cổ này. Dạ. Còn bây giờ do nai là sau này mới rồi. Sau này 6-70 năm là do giống nai. Như chăn lui á. Ừ. Dạ. Còn cái đồ mà đồ đơn giản đây á. Đa số không phải là do nai. Dạ. Tam Lăng Vườn Cầu. Bộ này siêu đẹp. Để cái nhà đây cho nó, hồi xưa tôi để phòng khách chứ, hồi giờ tôi để đây cho nó hộp. Ồ, đẹp quá, bộ đẹp. Bộ này chạm đẹp. À, nó chạy cái chỉ đây, nó chạy cái đây nè. À, anh thấy không? Chỉ hồi xưa. Hồi xưa mà, nó, đấy, cái trình độ mà hiện tại nha. Giờ chỉ bây giờ đâu mà chạy. Dạ, bây giờ, dạ, dạ. Đây nè, đây nè, cái chỉ rí rí đây nè. Ồ, thấy mấy chỉ đó, đấy. Sợ lắm. Cho nên tại sao em quan tâm mấy đây thờ, hồi trước em biết. Hồi trước em thấy cách làm em biết nó. Sợ lắm, thấy mấy chỉ đó, yeah. Sợ lắm. Ở chết cha rồi hết pin.